Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, thành phố Hải Dương đang tích cực thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số để xây dựng đô thị thông minh, phục vụ tốt hơn các nhu cầu của người dân. Triển khai kế hoạch chuyển đổi số một cách toàn diện với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, thành phố Hải Dương đã thành lập và đưa vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh phục vụ công tác quản lý, bước đầu mang lại hiệu quả. Trung tâm điều hành bước đầu tích hợp và ứng dụng các cái hệ thống camera giám sát an ninh trên toàn địa bàn thành phố và cũng đã xây dựng các cái điểm camera thông minh để xác định các cái lỗi vi phạm hình ảnh truyền về trung tâm điều hành và cũng truyền cho lực lượng công an thành phố để tiến hành cái xử phạt vi phạm giao thông bằng hình ảnh, thường gọi là xử phạt nguội. Thành phố cũng đang xây dựng cái dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và quy hoạch thì cũng tích hợp vào cái trung tâm điều hành thông minh của thành phố để làm cái cơ sở triển khai các cái dịch vụ công trực tuyến. Tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đã hoàn thiện các tính năng của hệ thống phần mềm một cửa điện tử theo hướng đơn giản, thuận tiện, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Khi thanh toán các khoản thuế phí, người dân có thể dễ dàng thao tác trên điện thoại thông minh chuyển từ tài khoản ngân hàng qua cổng dịch vụ công quốc gia. Thì bây giờ cái thanh toán trên cổng thông tin điện tử này thì nó rất là thuận tiện. Chúng tôi chỉ cần ở một vị trí nơi mà mình ở cái bộ phận trả kết quả đấy thôi. Khi chúng ta thanh toán, đăng ký thanh toán xong thuế thì họ sẽ trả lại kết quả cho mình. Nó rất là thuận tiện. Cùng với việc tập trung xây dựng chính quyền số, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường liên thông điện tử giữa các cơ quan, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thành phố Hải Dương cũng triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền với người dân, giữa người dân với chính quyền. Phát triển các cái ứng dụng về quản lý đô thị, phản ánh hiện trường, giúp người dân truy cập được cái ứng dụng phản ánh hiện trường trên điện thoại thông minh và truyền các cái thông tin phản ánh về cái trung tâm điều hành để sau đó phân quyền, phân giao nhiệm vụ cho các cái đơn vị phòng ban, các phường xã và xử lý kịp thời các cái, những cái phản ánh bất cập về trật tự đô thị, hạ tầng, kỹ thuật, các cái khu dân cư, các khu đô thị và môi trường. Thì cái phản ánh ứng dụng phản ánh hiện trường chúng tôi tới đây cũng sẽ ứng dụng trong cái trung tâm IOC của thành phố. Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, thời gian tới, Trung tâm Điều hành Thông minh của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương sẽ tích hợp ứng dụng về chỉ số phát triển kinh tế xã hội, giúp lãnh đạo thành phố nắm bắt thông tin hàng ngày về tình hình thu chi ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và những vấn đề bất cập về hạ tầng đô thị. Hệ thống camera tại bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân thành phố và 25 phường xã cũng được kết nối với Trung tâm Điều hành Thông minh để giám sát hoạt động công vụ của cán bộ công chức. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã triển khai dự án cơ sở dữ liệu đất đai xây dựng quy hoạch, cung cấp đầy đủ thông tin để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, giám sát công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền.